Cuộc chiến tiếp diễn, Israel tố Hamas đặt phòng thí nghiệm vũ khí dưới tầng hầm nhà thờ. Quan chức Gaza nói một bệnh viện bị xe tăng Israel bao vây, tình cảnh bi thảm. Đáng chú ý, Israel bắn nhầm phe mình khiến nhiều binh sĩ tử vong ở Gaza. Bất ngờ thay, Hamas nói gần đạt được thỏa thuận trao đổi con tin với Israel. Cụ thể ra sao? Các tin nóng khác: Ukraine tập kích sân bay quân sự, nga pháo kích đáp trả. Khu vực Đông Á đột nhiên nổi sóng gió, Nhật Bản chuẩn bị cho tình huống bất ngờ khi Triều Tiên phóng vệ tinh vào thám. Trong khi đó, Mỹ điều tàu sân bay chiến lược tới khu vực. Trung Quốc đập tức lên tiếng, Bắc Kinh tỏ thái độ ra sao. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Quân đội Israel hôm 20 tháng 11 công bố video nơi được mô tả là phòng thí nghiệm sản xuất vũ khí ở Hamas đặt dưới một nhà thờ Hồi giáo ở khu Zetun, của thành phố Gaza. Một thành viên thuộc lực lượng biệt kích Yahalom của Israel cho biết, Chúng tôi hiện đang tiến vào một nhà thờ Hồi giáo, nơi có kho vũ khí dưới tầng hầm, cùng với một phòng thí nghiệm rocket của Hamas, cùng như vật liệu nổ và vật liệu chế tạo bom. Một chiếu huy của Yahalom nói, Trong cuộc đột kích ở tầng hầm, chúng tôi tìm thấy một căn phòng và bức tường trắng gây khó khăn. Chúng tôi sử dụng chất nổ trên tường, sau đó phát hiện ra phòng thí nghiệm vũ khí của Hamas. Người phát ngôn quân đội Israel trưởng đô đốc Daniel Hagari xác nhận, lực lượng Israel đã phát hiện một nhà máy sản xuất vũ khí và máy bay không người lái UAV cùng một đường hầm trong quá trình tìm kiếm khu vực nhà thờ Hồi giáo. Theo Reuters, nhiều xe tăng Israel đồn trú gần bệnh viện Indonesia ở Gaza hôm 20 tháng 11. Âm thanh của tiếng súng cũng có thể được nghe thấy. Cơ quan y tế Gaza cùng ngày 20 tháng 11 cũng nói xe tăng của Israel được bố trí xung quanh khu bệnh viện ở phía bắc Gaza, nơi đã có 12 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết cơ sở này đã bị trúng đạn pháo. Bệnh viện Indonesia được thành lập vào năm 2016 với sự tài trợ của các tổ chức Indonesia. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đã mất liên lạc với ba tình nguyện viên nước này làm việc ở bệnh viện từ năm 2016 nhờ nguồn quỹ của Jakarta. Giống như nhiều cơ sở y tế khác ở Gaza, Hiện bệnh viện này đã ngừng hoạt động giữa giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, người phát ngôn cơ quan y tế Gaza, ông Adraf Onwitra cho biết, có khoảng 700 người vẫn còn ở bên trong cơ sở, gồm bệnh nhân và nhân viên y tế. Phát ngôn viên cơ quan y tế Gaza nói về tình cảnh hiện nay, Quân chiếm đóng hiện đã đưa bệnh viện Indonesia vào trong vòng tròn tử thần. Kể từ rạng sáng ngày 20 tháng 11, pháo thủ và lính bắn tỉa Israel đã được bố trí xung quanh cơ sở. Bệnh viện đã bị bao vây hoàn toàn, các cuộc tấn công tàn bạo đã khiến 12 bệnh nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, gặp tình trạng nguy kịch. Số người tử vong rất có thể sẽ tăng cao do không thể cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế nào, đặc biệt khi thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị y tế. Quân đội Israel chưa bình luận về các thông tin trên. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã ghi nhận nhiều sự cố bắn nhầm phe mình khi thực hiện tấn công trên bộ ở giải Gaza. Tờ Time of Israel ngày 21 tháng 11 đưa tin. Hiện quân Israel đang tiếp tục triển khai hàng nghìn lính bộ binh cùng xe tăng và các lực lượng khác ở giải Gaza nhằm mục tiêu loại bỏ tài sản quân sự và chiến binh Hamas được bố trí khắp các khu dân cư đông đúc phía bắc giải đất. Quân đội Israel cho biết đang liên tục đánh giá các cuộc giao tranh đang diễn ra, bao gồm trường hợp bắn nhầm và nhanh chóng áp dụng các bài học kinh nghiệm. 66 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào ngày 27 tháng 10, theo sau đợt oanh kích. Cuối tuần qua, lực lượng mặt đất của Israel đã tiến vào khu vực Sethun của thành phố Gaza và thị trấn Jabalia. Cả hai đều là thành trì quan trọng của Hamas. Người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh, ngày 21 tháng 11 nói với Reuters rằng nhóm chiến binh Palestine đã gần đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel, kể cả khi cuộc tấn công đẫm máu ở Gaza vẫn tiếp tục, cũng như các cơn mưa rocket đang được bắn vào Israel. Ông Haniyeh cho biết, các thủ lĩnh Hamas sắp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel và nhóm này đã đưa ra phản ứng với phía trung gian đàm phán Qatar. Tuyên bố của Hamas gửi Reuters không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng một thủ lĩnh Hamas nói với đài truyền hình Al Jazeera rằng các cuộc đàm phán tập trung vào việc lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài bao lâu, sắp xếp chuyển hàng viện trợ vào Gaza như thế nào. Và một vấn đề rất quan trọng khác là trao đổi con tin Israel do Hamas bắt giữ để đổ lấy các tù nhân Palestine ở Israel. Reuters trích lời một quan chức Israel thế lộ, cả hai bên sẽ trả tự do cho phụ nữ và trẻ em, Thông tin chi tiết sẽ được công bố bởi Qatar, quốc gia làm trung gian trong các cuộc đàm phán. Bà Misana Sponzaric, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế ICRC, đã gặp ông Haynez ở Qatar hôm 20 tháng 11 để thúc đẩy giải quyết các vấn đề nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột. ICRC cho biết đây không phải là một phần của các cuộc đàm phán nhằm giải cứu con tin, nhưng với tư cách là một bên trung lập, ICRC sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ việc thả con tin nào trong tương lai mà các bên đồng ý. Cuộc thảo luận về một thỏa thuận con tin đã xung sao trong nhiều ngày nay. Reuters đưa tin vào tuần trước rằng các nhà hòa giải Qatar đang tìm kiếm một thỏa thuận để Hamas và Israel trao đổi 50 con tin, đồng thời tạm ngừng bắn 3 ngày nhằm đưa hàng viện trợ đến người dân Gaza. Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ, ông Michael Herzog, hôm 19 tháng 11, nói trên đài ABC rằng ông kỳ vọng sẽ có một thỏa thuận được nhất trí trong những ngày tới. Cùng ngày 19 tháng 11, Thủ tướng Qatar cho biết những điểm vướng mắc còn lại là không đáng kể. Tổng thống Joe Biden và các quan chức Hoa Kỳ hôm 20 tháng 11 cũng hé lộ, các bên gần đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Finner nêu cảnh báo trên đài NBC hôm 19 tháng 11. Các cuộc đàm phán nhạy cảm như thế này có thể đổ vỡ vào phút cuối, không có gì hoàn toàn chắc chắn cho đến khi công bố một thỏa thuận chung. Mặc dù quá trình đàm phán đang diễn ra, giao tranh giữa Hamas và Israel vẫn tiếp diễn ác liệt. Hamas cho biết trên tài khoản Telegram hôm 20 tháng 11 rằng họ đã phóng một loạt rocket về phía Tel Aviv. Theo Reuters, rocket cũng phóng về nhiều thành phố ở miền trung Israel. Quân đội Do Thái hôm 20 tháng 11 tuyên bố tập kích các tòa nhà ở Liban mà Israel tin rằng có liên quan đến nhóm chiến binh Herbolab. Phía trên Telegram, quân đội Israel cho biết đã tiến hành một loạt cuộc tập kích bằng máy bay chiến đấu, xe tăng và trực thăng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Herbolab. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani hôm 20 tháng 11 cho biết, nước này không liên quan việc phong trào Houthi ở Yemen bắt giữ một tàu chở hàng do Anh và Nhật Bản điều hành ở phía nam biển đỏ, theo đó bác bỏ cáo buộc của Israel. Ông Kanaani nói thêm, các tuyên bố của Israel nhằm mục đích chuyển hướng sự chú ý khỏi thất bại không thể tránh khỏi của Israel trong cuộc chiến chống Hamas ở giải Gaza. Iran hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang Hồi giáo như Hamas, Hezbollah và Yemen nhưng phủ nhận can thiệp trực tiếp vào các cuộc chiến với Israel từ ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, hôm 19 tháng 11, Israel lên án việc Houthi bắt giữ tàu hàng thực ra do Iran giật dây, và đó là hành động khủng bố, gây hậu quả cho an ninh hàng hải quốc tế. Houthi hôm 20 tháng 11 đã đăng video vụ bắt giữ tàu hàng, mà nhóm này nói là có liên kết với Iran. Tuy nhiên, quốc gia do Thái cho biết con tàu gặp sự cố là thuộc sở hữu của Anh quốc và do Nhật Bản vận hành. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng không có công dân Nhật Bản nào trên tàu hàng Galaxy Leader do công ty Nippon Yusen điều hành. Ông Matsuno cho biết thêm, Nhật Bản kiên quyết lên án hành động bắt giữ tàu dân sự và đang làm việc với các nước liên quan để sớm giải thoát cho con tàu cùng thủy thủ đoàn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 20 tháng 11 cho biết, có hơn 1.200 công dân Mỹ và thành viên gia đình họ vẫn chưa rời khỏi Gaza. Đến nay, 800 người khác đã được Mỹ hỗ trợ đi qua cửa khẩu Rafah đến Ai Cập. Bên cạnh đó, ít nhất 6 công dân Mỹ đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 khi Hamas tấn công miền Nam Israel. Về một vấn đề khác, ông Mueller đã lên án việc Houthi bắt giữ một tàu chở hàng ở Biển Đỏ là vi phạm luật pháp quốc tế. Washington yêu cầu thả tàu và thủy thủ đoàn ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến của các đồng minh và các đối tác ở Liên Hợp Quốc về những bước phản ứng phù hợp. Ông Mueller nói thêm về con tàu Galaxy Leader bị giam giữ. Trong diễn biến khác, quân đội Israel hôm 20 tháng 11 trưng bày một lượng lớn vũ khí và vật tư thu được từ phiến quân Hamas sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Các vũ khí bị thu giữ bao gồm lựu đạn ABG, lựu đạn nhiệt áp, rocket vân vân. Ngoài ra, các phương tiện và mô tô cũng được sử dụng để đi từ Gaza vào miền nam Israel hiện Israel đang chuẩn bị mở rộng cuộc tấn công chống lại Hamas từ phía Bắc tới nửa phía Nam Gaza. Điều này được báo hiệu khi Israel tăng cường các cuộc không kích ở miền Nam, mà nhà nước do Thái nêu mục đích nhằm loại bỏ hang ổ của Hamas. Chính quyền do Hamas điều hành ở Gaza cho biết ít nhất 13.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ ném bom của Israel, trong đó có ít nhất 5.500 trẻ em. Thái tử Hossein bin Abdullah của Jordan hôm 20 tháng 11 đã tới Aris, Ai Cập để giám sát việc thiết lập và điều phối hoạt động một bệnh viện giải chiến nhằm điều trị cho người Palestine bị thương khi Israel tấn công giải Gaza. Bệnh viện giải chiến của Jordan sẽ có 41 lồng ấp cho trẻ sinh non, cũng như có trang thiết bị cần thiết cho hoạt động cấp cứu, điều trị nội khoa, chăm sóc đặc biệt và thêm hai phòng mổ. Bệnh viện sẽ có 41 giường, khoảng 145 nhân viên y tế và điều dưỡng từ dịch vụ y tế Hoàng gia Jordan. Trước đó, Jordan từng hai lần điều máy bay thả hàng viện trợ nhân đạo cho cư dân Gaza. Bên trong Gaza, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cử một phái đoàn đến đánh giá tình hình chung. Nhóm chuyên gia tiếp cận Onsifa, bệnh viện lớn nhất Gaza, vào cuối tuần và mô tả khu vực giống như vùng đất chết. Nhóm này cho hay, các cơ sở y tế ở phía bắc Gaza đang cạn kiệt nước sạch, nhiên liệu, thuốc men, thực phẩm và các hàng viện trợ thiết yếu khác. Trong 6 tuần này, Onshifa, vốn là bệnh viện tốt nhất Gaza, đã hoạt động cầm chừng trước khi ngừng lại hoàn toàn. WHO hôm 20 tháng 11 cho biết, 12 trẻ sinh non ở bệnh viện Onsifa đã được cứu sống bằng cách sơ tán khẩn cấp đến Cairo, Ai Cập. Lực lượng vũ trang Pháp hôm 20 tháng 11 cho biết, đã gửi thêm vật tư y tế và một tàu bệnh viện thứ hai tới Gaza. Pháp đã gửi máy bay quân sự Airbus A400, chở hơn 10 tấn vật tư y tế và sẽ đóng góp cho các chuyến bay viện trợ y tế của Liên minh châu vào ngày 23 và 30 tháng 11. Đồng thời, Pháp cũng điều động tàu bệnh viện thứ hai, tàu sân bay chở trực thăng Dismit, đang đến Ai Cập trong những ngày tới. Tàu sân bay trực thăng đầu tiên của Pháp, Tone, có khoảng 60 giường đã được triển khai trong khu vực. Pháp cũng sẽ triển khai các máy bay dân sự và quân sự để sơ tán trẻ em bị bệnh hoặc bị thương rời khỏi Gaza, theo tuyên bố của Tổng thống Pháp hôm 19 tháng 11. Đầu tháng này, máy bay Pháp đã chuyển 54 tấn hàng viện trợ cho Gaza thông qua Ai Cập. Cũng về nỗ lực sơ tán, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20 tháng 11 thông báo đã đưa 61 bệnh nhân và 49 người đi cùng họ rời Gaza đến Ankara. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Faratin Koka cho biết, việc sơ tán này nhằm điều trị y tế phù hợp. Theo ông Koka, tổng số bệnh nhân và người đồng hành được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ hiện là 150 người. Hầu hết bệnh nhân đều có nhu cầu điều trị ung thư. Tuần trước, ông Koka nói Ankara muốn đưa các bệnh nhân ung thư từ Gaza đến Thổ Nhĩ Kỳ càng nhiều càng tốt. Ước tính có khoảng 1.000 người mắc ung thư được điều trị ở Gaza trước xung đột. Các quan chức về WHO hôm 20 tháng 11 xác nhận 28 trẻ sinh non vừa được sơ tán khẩn cấp từ bệnh viện Onsifa đến Nai Cập để có cơ hội sống. Cùng lúc đó, ít nhất 12 người Palestine thiệt mạng tại một bệnh viện khác của Gaza khi xe tăng Israel siết chặt vòng vây. Từ khi Israel tấn công, giới chức y tế Gaza thống kê có ít nhất 13.300 người Palestine thiệt mạng gồm khoảng 5.600 trẻ em và 3.550 phụ nữ. Liên Hợp Quốc cho biết có tới 2 phần 3 trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã trở thành người vô gia cư. Ông Antonio Guterres mới đây cho biết, chúng tôi đang chứng kiến hành động tấn công gây hại khủng khiếp nhất cho dân thường. Đó là điều chưa từng thấy kể từ khi tôi giữ chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Theo Reuters, ông Guterres giữ cương vị này từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Ngoài ra, Văn phòng Nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, Hiện có 20.000 người đang di tản từ phía bắc xuống phía nam Gaza. Trong đó số trẻ em phải di dời một mình đang ngày càng tăng lên. Ước tính có khoảng 900.000 người đã chạy nạn và phải trú ẩn trong các trung tâm đến nạn của Liên hợp quốc. Trung bình 700 người thay phiên dùng chung một phòng tắm và 150 người chia sẻ chung một nhà vệ sinh. Chuyển sang các tin tức khác theo Reuters các blogger quân sự Ukraine hôm 19 tháng 11 công bố video cho thấy các vận tải cơ quân sự của Nga phát nổ trong đoàn tập kích của Ukraine nhằm vào một sân bay. Video cho thấy một vụ nổ trên sân bay ở Tarasivka, ngôi làng thuộc tỉnh miền nam Kherson, do Nga nắm giữ. Hóa hoạn xảy ra sau đó. Mặt khác, giới chức Ukraine hôm 20 tháng 11 cáo buộc Nga pháo kích một bãi đậu xe ở thành phố Kherson, khiến hai người thiệt mạng. Văn phòng công tố khu vực cho biết đã mở một cuộc điều tra vụ pháo kích xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 11. Thông đốc Kherson Olesan Shurikin cho biết, hai người thiệt mạng là tài xế cho một doanh nghiệp vận tải tư nhân. Ngoài ra cũng có một người bị thương. Đính cứu hỏa sau đó cố gắng dập tắt ngọn lửa cháy lan từ những chiếc ô tô bị nổ tung. Ukraine và Nga chưa lên tiếng nói rõ về hai vụ việc trên. Trong khi đó, một hội nghị về hợp tác công nghiệp quân sự Ukraine-Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra ở Washington vào ngày 6 và 7 tháng 12, nhằm thúc đẩy năng lực tự sản xuất vũ khí của Kiev khi cuộc chiến Đông Âu sắp tròn 2 năm. Nga hiện kiểm soát gần 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Phương Tây đã gửi hàng loạt thiết bị quân sự để Kiev tiến hành phản công suốt nhiều tháng, nhưng không có sự đột phá. Reuters đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu dành riêng cho nghề nhân phẩm và tự do nói rằng người Ukraine sẽ không cho phép tự do của mình bị tước đoạt trong bài phát biểu qua video hôm thứ Ba, 21 tháng 11, ông Zelensky khẳng định Ukraine đã bắt đầu một trang sự đấu tranh mới. Ông cũng nói thêm, người Ukraine đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng ngôi sao của họ tỏa sáng trong vòng tròn các ngôi sao trên lá cờ EU. Kiev xem việc bước vào EU là ưu tiên hàng đầu kể từ tháng 2 năm ngoái. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm 18 tháng 11 một lần nữa nhắc lại sự phản đối về EU mở đường cho Ukraine gia nhập. Thủ tướng Orbán cho biết, cần phải sửa chữa lời hứa sai lầm của Brussels về việc bắt đầu đàm phán tư cách thành viên EU của Ukraine. Chúng tôi có nhiệm vụ khắc phục hậu quả của lời hứa sai sót này. Phía Ukraine hiện còn cách xa EU nhiều năm ánh sáng. Khi nào Ukraine có thể đàm phán về con đường gia nhập EU? Đó sẽ là câu hỏi được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh của khối Liên Âu vào tháng 12 tới. Nhật Bản hôm 20 tháng 11 đã tặng xe tải và thiết bị trà phá bom mìn cho cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước Ukraine. Cụ thể, 40 xe tải và 50 thiết bị rà phá bom mìn đã được đưa tới quảng trường Thánh Sofia ở trung tâm Kiev, ngay phía trước một trong những nhà thờ đẹp nhất của thủ đô Ukraine. Ông Kazuchika Ikota, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Kyoto Chichi đã được Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko tiếp đón trong buổi lễ bàn giao. Thủ tướng Chuchi phát biểu, Tôi xin hứa rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine cho đến khi hòa bình trở lại trên vùng đất Ukraine xinh đẹp. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn cho đến khi quả mình cuối cùng được dọn sạch. Khi các nhà lãnh đạo bắt tay nhau, các nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã lái xe tải thử nghiệm. Các quan chức Nhật Bản cho biết, chuyến thăm là cơ hội để tìm hiểu nhu cầu của Ukraine và thảo luận về các dự án cụ thể, cũng như thúc đẩy các nỗ lực giúp đỡ của khu vực công và tư nhân. Phái đoàn Nhật Bản bao gồm các thành viên của Kidanren tổ chức vận động hành lang kinh doanh lớn nhất Nhật Bản, cũng đã gặp Thủ tướng Ukraine Denis Simhan vào chiều 20 tháng 11. Nhật Bản đã hỗ trợ tiền mặt cho Ukraine và tiếp nhận người tị nạn kể từ tháng 2 năm ngoái. Hiện Tokyo trong vai trò chủ tịch G7 đang thúc giục các thành viên tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Chính phủ Ukraine hôm 20 tháng 11 thông báo sa thải hai quan chức quốc phòng cấp cao, phụ trách an ninh mạng. Quyết định này đưa ra sau cuộc điều tra cáo buộc tham ô theo Reuters. Chánh văn phòng nội các Ukraine Taras Menichuk viết trên Telegram rằng Yuri Shihor, người đứng đầu cơ quan truyền thông đặc biệt và bảo vệ thông tin Ukraine, cùng với cấp phó Viktor Zura đã bị sa thải. Thông báo đưa ra giữa lúc các công tố viên chống tham nhũng xác nhận rằng họ đang điều tra các quan chức phụ trách an ninh mạng, sau khi có cáo buộc họ liên quan sáu vụ tham ô với tổng số tiền 1,72 triệu đô la Mỹ năm 2021. Các công tố viên không nêu tên cả hai quan chức. Cơ quan về an ninh mạng của Ukraine chưa trả lời đề nghị bình luận. Ukraine đã tăng cường nỗ lực hạn chế tham nhũng khi theo đuổi con đường trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Cuộc chiến chống tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Ukraine bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với EU. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 20 tháng 11, đã lên tiếng bình luận về việc EU xem xét cấm nhập khẩu kim cương từ Nga trong một biện pháp trừng phạt kinh tế mới. Ông Peskov đánh giá các lệnh trừng phạt của EU có xu hướng tạo ra hiệu ứng rằng nghĩa là quay lại gây hại nặng nề cho người áp dụng chúng. Mặt khác, phát ngôn viên Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đưa ra quan điểm của Nga về điều mà nước này coi là tình hình thế giới vô cùng bất ổn. Ông Putin dự kiến phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Nga Pavel Sarubin cho hay, đây sẽ là sự kiện đầu tiên sau một thời gian dài có sự tham gia của cả Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo phương Tây. Theo hãng thông tấn nhà nước RIA, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 được tổ chức vào thứ tư, 22 tháng 11. Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda, hôm 20 tháng 11 cho rằng, Phần Lan đang phải đối mặt với một cuộc chiến hỗn hợp ở biên giới giáp Nga, tương tự như những gì Ba Lan phải đối mặt vào năm 2021, khi những người di cư cố gắng vượt biên trái phép vào lãnh thổ các nước NATO. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinistö, ông Duda nói, Phần Lan đang trải qua một hiện tượng tương tự như những gì chúng tôi đã phải đối mặt kể từ năm 2021. Nói cách khác, đang có một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào biên giới Phần Lan. Gần đây, Phần Lan đã đóng một số cửa khẩu và tăng cường kiểm soát an ninh biên giới khi số người tị nạn đi từ Nga tăng cao. Phía Moscow bác cáo buộc thúc đẩy người tị nạn vượt biên để gây áp lực cho Helsinki, đáp trả việc Phần Lan gia nhập NATO. Khi được hỏi về việc Phần Lan đóng bốn cửa khẩu, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, việc này không gây ra điều gì ngoài sự tiếc nuối sâu sắc, bởi vì chúng tôi đã có mối quan hệ lâu dài, rất tốt với Phần Lan, một mối quan hệ thực dụng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Và tất nhiên, chúng tôi rất tiếc rằng mối quan hệ này đã được thay thế bằng quan điểm cực kỳ bài ngà. Ông Peskov nói thêm, Vừa qua, Tổng thống Phần Lan Niinistö kêu gọi một giải pháp trên toàn Liên minh châu Âu để ngăn chặn việc nhập cảnh không thể kiểm soát trong khi đó, Ba Lan đã xây hàng rào dây thép gai ở biên giới với Belarus sau cuộc khủng hoảng di cư vào mùa thu năm 2021. Thời điểm đó, rất đông người xin tị nạn, chủ yếu đến từ Trung Đông, đã cố gắng vượt biên vào Ba Lan. Nước này phải EU cáo buộc Minsk tạo điều kiện cho các nỗ lực vượt biên, nhưng chính quyền Belarus kiên quyết bác bỏ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 21 tháng 11 cho biết các tàu khu trục Aegis và hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể phát sinh từ vụ phóng tên lửa, vệ tinh theo kế hoạch của Triều Tiên. Ông Kishida nói với các phóng viên, ngay cả khi mục đích chỉ là phóng vệ tinh, việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây cũng là vấn đề ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia. Trước đó cùng ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng một tên lửa mang theo vệ tinh không gian từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 theo hướng Hoàng Hải và Biển Hoa Đông. Nếu được thực hiện, đây có thể là nỗ lực thứ ba của Triều Tiên trong năm nay nhằm đưa một vệ tinh giao thám vào quỹ đạo. Hải quân Hàn Quốc vừa công bố hình ảnh tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đã cập cảng ở thành phố Busan hôm thứ Ba, 21 tháng 11, nhằm thể hiện khả năng trăng đe mở rộng trước các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, chuẩn đô đốc Hàn Quốc Kim Ji-hun cho biết, sự xuất hiện của tàu Carl Vinson cho thấy tư thế phòng thủ chung mạnh mẽ và quyết tâm sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, sự xuất hiện của tàu sân bay Mỹ diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên có kế hoạch phóng một tên lửa mang vệ tinh vào không gian. Phía Bắc Kinh cũng lên tiếng về những diễn biến mới. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 21 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, Trung Quốc đã ghi nhận báo cáo liên quan việc Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh và chúng tôi cũng ghi nhận sự hiện diện gần đây của nhóm tấn công tàu sân bay chiến lược của Mỹ ở gần bán đảo. Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều đó có thể làm tổn hại lợi ích cơ bản của Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan đối diện với mấu chốt của vấn đề, chấm dứt đối đầu và gây áp lực. Cần có hành động cụ thể để thúc đẩy giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị và bảo vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bà Mâu Ninh nói. Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21 tháng 11 cảnh báo Argentina sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu các quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc hay Brazil. Phát ngôn viên Mao Ninh cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Argentina. Bà nói thêm, chính phủ dân cử của quốc gia Nam Mỹ luôn coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc. Nhân xét của bà Mao đưa ra sau khi Argentina, bộ ông Javier Miller làm tổng thống mới hôm Chủ nhật 19 tháng 11. Chính trị gia tự do cánh hữu này đã chỉ trích Trung Quốc và Brazil. Song song đó, ông ủng hộ mối quan hệ bền chặt hơn với Hoa Kỳ. Sau đó, hãng thông tấn Ria Novosti của Nga cũng dẫn lời bà Diana Mondino, một nhà kinh tế được cho là sẽ trở thành ngoại trưởng dưới thời chính quyền ông Mili, nói rằng Argentina sẽ không muốn gia nhập BRICS, một khối gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ông Lại Thanh Đức, phó lãnh đạo Đài Loan, hiện là ứng viên sáng giá kế nhiệm bà Thái Anh Văn, trong cuộc đua bầu cử lãnh đạo mới của hòn đảo năm 2024. Mới đây, ông lại ngày 20 tháng 11 gây chú ý khi công bố người đồng hành tranh cử với mình. Đó là bà Tiêu Mỹ Cầm, từng giữ vai trò đại diện Đài Loan ở Hoa Kỳ từ năm 2020. Theo Reuters, bà Tiêu, 52 tuổi, có mối quan hệ rộng rãi ở Washington và trước đó đã được dự đoán sẽ sát cánh cùng ông lại trong chiến dịch tranh cử. Cả ông lại và bà Tiêu đều bị Trung Quốc lên án, tố cáo họ kích động ly khai. Bà Tuy Mỹ Cầm từng bị Trung Quốc hai lần áp đặt trừng phạt. Tại sự kiện ngày 21 tháng 11, ông Lại, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tiến Bộ TPP, phát biểu rằng trong cuộc bầu cử sắp tới, người dân Đài Loan sẽ phải đưa ra lựa chọn về hòn đảo này, tiếp tục tiến lên trên con đường dân chủ hay bước vào phòng Tây của Trung Quốc. Vấn đề Trung Quốc đặc biệt được quan tâm khi đảo Đài Loan bầu lãnh đạo và lập pháp viện vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, đặc biệt là khi Bắc Kinh đang tăng cường áp lực quân sự. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và khẳng định trong tương lai có thể sẽ sát nhập hòn đảo bằng vũ lực nếu cần thiết. Hiện giờ, ông Lại Thanh Đức đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Đảng đối lập lớn nhất, quốc dân đảng KMT, vốn có truyền thống ủng hộ quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, đang vướng vào tranh chấp với đảng nhân dân Đài Loan, TPP, nhỏ hơn, về việc ứng cử viên nào của họ sẽ tranh cử lãnh đạo và ứng viên nào sẽ là cấp phó. Trước đó, hai đảng đã như trí bắt tay cùng nhau hàng chót đăng ký bầu cử là ngày 24 tháng 11. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 20 tháng 11 cho biết, khối liên minh đang xem xét tăng số lượng binh sĩ thường trực ở Tây Ban Cành để kiểm soát căng thẳng. NATO đã gửi bổ sung hàng trăm binh sĩ từ Anh và Romania đến gìn giữ hòa bình tại Kosovo sau các vụ đụng độ dữ dội giữa người Serbia và cảnh sát Kosovo ở phía bắc vùng lãnh thổ này. Tình hình lên tới đỉnh điểm căng thẳng hôm 24 tháng 9, có thể nói là đi đến mép vượt chiến tranh. Vừa qua, ông Stoltenberg nói với các phóng viên trong chuyến thăm Kosovo, Chúng tôi hiện đang xem xét liệu có nên tăng binh sĩ thường trực đến đây hay không, để đảm bảo tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát và để làm giảm nguy cơ bùng nổ cuộc xung đột mới. Cuộc đấu súng hồi tháng 9 đã làm dấy lên mối lo ngại mới của quốc tế về sự ổn định của Kosovo. Vùng đất có đa số người dân tộc Albania vào tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 dù Belgrade và nhiều quốc gia khác không công nhận. Ông Milan Radosic, phó chủ tịch đảng Serlis, đảng lớn nhất ở miền Bắc Kosovo, thừa nhận đã tổ chức và tham gia các vụ bạo lực tháng 9. Ông bị giam giữ tại thủ đô Belgrade của Serbia, sau đó được tòa án tối cao Serbia trả tự do vào tháng 10. Chính quyền Kosovo đang yêu cầu dẫn độ ông này. Có khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía Bắc Kosovo, chiếm đa số trong khu vực. Họ xem Belgrade mới là thủ đô của mình và thường xuyên đụng độ với cảnh sát Kosovo cũng như lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, đợt bạo lực hồi tháng 9 là tồi tệ nhất trong nhiều năm. Phái bộ gìn giữ hòa bình KFOR của NATO được triển khai từ năm 1999, hiện huy động hơn 4.500 binh sĩ từ 27 quốc gia. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 20 tháng 11 khẳng định, châu Phi có thể tên vào cam kết của Berlin về sớm đầu tư để sản xuất khí ở lục địa đen. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ cần nhập khẩu lượng lớn hydro xanh để đạt được mức trung hòa carbon. Trong hội nghị thượng đỉnh với sự tham gia của nhiều lãnh đạo châu Âu và châu Phi ở Berlin, ông Scholz cho biết việc sản xuất hydro cần đầu tư đáng kể ngay từ đầu. Ông nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra chính là một tín hiệu mạnh mẽ để các nước châu Phi có thể tin tưởng Đức như một đối tác bền vững. Thủ tướng Scholz trước đó đã tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và quan chức từ Ethiopia, bờ biển Nga, Maroc, Zambia tại phủ thủ tướng ở Berlin các nhà lãnh đạo tham dự sự kiện thượng đỉnh nhằm xúc tiến đầu tư tư nhân ở lục địa nghèo nhất nhưng đang phát triển nhanh nhất thế giới. Và trong động thái nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng lớn tới châu Phi, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nằm trong số những người tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Berlin. Hội nghị về thúc đẩy đầu tư ở châu Phi đã được Đức sáng lập trong lúc dự chức chủ tịch G20 năm 2017 nhằm thảo luận về cơ hội đầu tư cho các nước châu Phi có tư tưởng cải cách. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 20 tháng 11 cho biết chính phủ sẽ cắt giảm thuế một cách cẩn thận và bền vững. Phát biểu đưa ra ngay trước khi Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt sắp đưa ra bản cập nhật ngân sách mùa thu trong đó, vấn đề được quan tâm hàng đầu là các biện pháp thúc đẩy một nền kinh tế đang trì trệ. Ông Sunak cho biết, chính phủ cần ưu tiên giảm gánh nặng thuế, nhưng nhấn mạnh rằng ông sẽ không vội vàng cắt giảm thuế mà không có nguồn vốn, để rồi lặp lại sai lầm nghiêm trọng như người tiền nhiệm Liz Truss hồi năm ngoái, gây ra tình trạng hỗn loạn chưa thường thấy trên thị trường trái phiếu. Thủ tướng Sunak cho biết, chính phủ sẽ cắt giảm thuế theo thời gian và sẽ không làm bất cứ điều gì khiến lạm phát tăng thêm. Trong một vấn đề khác, ông Sunak cho biết hoàn toàn tự tin với kế hoạch của chính phủ về gửi những người xin tị nạn đến đất nước châu Phi, Rwanda. Mặc dù các thẩm phán hàng đầu Vương quốc Anh vào tuần trước trả phán quyết rằng kế hoạch này là bất hợp pháp. Tòa án Ý hôm 20 tháng 11 kết thúc xét xử vụ án lớn bậc nhất liên quan băng đảng Mafia 'Andran Catta' ở khu vực phía nam Calabria. Hơn 330 bị cáo gồm tội phạm cổ cồn trắng đã phải đối mặt với một loạt cáo buộc như tống tiền, buôn bán chất cấm và trộm cướp trong chuỗi phiên tòa kéo dài gần 3 năm. Hãng thông tấn ANSA của Ý cho biết, các thẩm phán phải mất 1 giờ 40 phút chỉ để đọc bản án. Hình phạt nặng nhất trao cho Saverio Razzionale và Domenico Buonavuta, hai thủ lĩnh mafia địa phương ở Calabria. Cả hai đều bị tuyên án 30 năm tù. Trong số những người bị kết án còn có Giancarlo Pitelli, luật sư và cựu chính trị gia thuộc đảng Rosa Italia. Ông bị kết án 11 năm tù vì tội thông đồng với mafia và bí mật truyền tin. Phán quyết sơ thẩm hôm thứ Hai, 20 tháng 11, có thể bị cả bên bầu chữa và bên công tố kháng cáo. Andrew được các công tố viên Ý coi là nhóm mafia hùng mạnh nhất nước này, có thể dễ dàng làm lu mờ băng đảng Cosa Nostra nổi tiếng hơn ở Sicily. Andrew được đánh giá là có vào bạch tuộc vương trọng khắp châu Âu và hơn thế nữa. Giới chức Ấn Độ hôm 21 tháng 11 lần đầu tiên công bố hình ảnh 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm bị sập trên dãy Himalaya. Hình ảnh được cung cấp nhờ đưa camera qua một đường ống vào bên trong hầm cao tốc. Lực lượng cứu hộ Ấn Độ sau đó đã quan sát từ một màn hình nhỏ khi các công nhân bị mắc kẹt xuất hiện trên màn hình. Ở bên ngoài, giới chức tiếp tục khoan thẳng đứng để mở lối thoát. Lực lượng cứu hộ hôm 20 tháng 11 cũng dùng một đường ống mới để chuyển thực phẩm đã nấu chín cho 41 công nhân. Nhà chức trách cho biết, những người đàn ông này đã bị mắc kẹt trong hầm cao tốc ở bang Uttarakhand kể từ khi nó sụp đổ vào sáng sớm ngày 12 tháng 11. Đến nay, hàng chục người vẫn an toàn với khả năng tiếp cận ánh sáng, oxy, thực phẩm khô, nước và thuốc men của một đường ống nhỏ. Nhà chức trách chưa cho biết nguyên nhân khiến đường hầm dài 4,5 km bị sập, nhưng được biết khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở, động đất và lũ lụt. Người dân địa phương đã ghi lại hình ảnh khói và tàn tro che phủ bầu trời ở Papua New Guinea hôm thứ Ba, 21 tháng 11, một ngày sau khi núi lửa phun trào trên hòn đảo New Britain, phía đông bắc nước này. Video quay trên chuyến bay từ đảo Lihia, từ thủ đô Port Moresby. Trong đoạn phim, có thể thấy một đám mây tro núi lửa lớn trên núi Ulawun và các khu vực xung quanh. Ngọn núi phun trào vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều thứ Hai, 20 tháng 11. Khói núi lửa bay cao tới 15.000 mét. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, đài truyền hình nhà nước NBC Papua New Guinea cho biết một số cư dân đang chuẩn bị sơ tán, trong khi một số chuyến bay từ sân bay Hoskins đã bị hủy. Papua New Guinea nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một chuỗi các núi lửa và đường nước gãy hình móng ngựa bao quanh rìa Thái Bình Dương. Công nhân Iceland đang khẩn trương xây dựng một bức tường lớn nhằm chuyển hướng dòng dung nham xung quanh một nhà máy điện địa nhiệt nằm gần Grindavík ở phía tây nam quốc đảo này. Khi vụ phun trào núi lửa xảy ra, bức tường sẽ giúp chuyển hướng dòng dung nham ra xa nhà máy điện, nằm cách thị trấn Rindavik chỉ hơn 6 km. Nhà máy này cung cấp điện cho phần lớn khu vực, bao gồm khu vực spa địa nhiệt Blue Lagoon gần đó, một trong những địa điểm thu hút khách du lịch chính của Iceland, đã đóng cửa vào ngày 9 tháng 11 do hoạt động địa chấn gia tăng. Song song đó, chính quyền cũng phải sơ tán gần 4.000 người khỏi thị trấn đánh cá Rindavik. Thị trấn hiện vắng tành, ngoài trừ một số nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đang thu dọn đồ đạc từ các ngôi nhà, và kiểm tra thiệt hại của chúng. Đã có những vết nước lớn trên mặt đất chạy xuyên qua trung tâm thị trấn. Bão lớn ở miền nam Brazil đã gây lũ lụt nghiêm trọng từ hôm thứ Hai, 20 tháng 11. Bão lũ đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng vào cuối tuần qua. Sau đó, nước sông tràn bờ khiến một số ngôi làng bị cô lập và ít nhất 31.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Rio Grande do Sul. Hơn 1.600 người phải sơ tán. Một người địa phương tên Kibato chia sẻ, Hôm qua nước đã tràn vào nhà chúng tôi. Hôm nay còn tệ hơn. Năm 2015 nhà tôi không bị ngập, còn hiện giờ mực nước là tới 4 40... m. Tôi có một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ và nó cũng ngập nước. Tôi phải đặt tủ lạnh và bột mì lên trên cao. Chúng tôi gần như mất tất cả. Video của Reuters cho thấy người dân đi qua những con phố ngập nước, có người phải dùng thuyền để di chuyển. Miền Nam Brazil đã buộc phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những tháng gần đây, bao gồm mưa lớn và lốc xoáy tàn khốc hồi tháng 9. Khiến hơn 50 người thiệt mạng. Biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết El Nino có thể là nguyên nhân khiến thiên tai trở nên trầm trọng hơn. Bản tin quốc tế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.